Rồi, xin chào tất cả các anh em. Hôm nay mò được bí quyết hay nguyên cả ngày, nguyên cả đêm luôn. Rồi, chia sẻ với các anh em ngay bây giờ. Thủ thuật là em sẽ backup cái password cũng như là những cái dữ liệu của Cocos mà em đã lưu hay như là đây, cái bookmark đây, URL ha. Rồi và cái YouTube. Rồi, cho các anh em thấy luôn là các anh em thấy là em vô là cái tài khoản em lưu sẵn luôn nha. Đó, ok ha. Rồi bây giờ em sẽ bắt đầu em sẽ làm sơ sơ cho các anh em thấy nha. Đây, em sẽ dùng những cái tool cái custom em làm nè. Rồi, em đã tập hợp hết rồi nè ha. Tích hợp bản cài đặt luôn. Nếu anh em nào muốn cài đặt thì cài đặt luôn. Hoặc là cài đặt update trực tiếp. Rồi. Rồi bây giờ em click thử nha. Đây. Trong cái bảng menu này em chế giao diện nó cân đối hơn nè ha. Rồi tích hợp thêm cái gì, những cái code đây, ví dụ backup, mà backup thì nó sẽ như thế nào, backup thì nó sẽ backup luôn tất cả những cái, nói chung là các thiết lập mà các anh em đã lưu nha, thiết lập về password, bookmark, lịch sử này kia là nó lưu sạch hết trơn nha. Nói chung có trong cái mục default là nó lưu hết luôn. Rồi bây giờ em sẽ click vô cho nó chạy nha, cho các anh em xem thử coi nó lưu những gì và nó lưu gì đâu. Rồi em bấm số 1 nè, em đã có ghi chú cụ thể luôn nè. Backup lần 2 nó sẽ ghi đầy dữ liệu lên file backup lần đầu, lần trước đó. Là xin vui lòng cân nhắc nè, password, bookmark mà bạn đã lưu, xin chân thành cảm ơn. Có nghĩa là khi mà các anh em click cái này lần 2 á, lần thứ 2 á, là nó sẽ ghi đầy lên những cái file lần trước. Nó các anh em thấy không, nó sẽ trả về cái OC backup hoặc là OX trên WinBE, hoặc là các anh em cài cái ổ nào không biết, tại vì em cho mặc định là System Drive, thành ra là hệ hình Windows hoặc là WinBE là nó sẽ đưa về cái ổ đó và nó tạo hơn một backup, nó lưu cho đó luôn. Rồi sau khi backup xong rồi các anh em sẽ làm gì? Sau khi backup xong á thì khi mà các anh em muốn phục hồi lại ha, em ví dụ em backup rồi nè. Rồi bây giờ em chạy cốc cốc, nãy các em thấy nó lưu cái password của em mà nó, bây giờ em tiến hành em xóa cốc cốc. Rồi em ra ngoài desktop em xóa cốc cốc cho các anh em mình xem nha. Đây, cốc cốc đây. Thì tất nhiên á là em lưu á là lưu trong cái đây cái UData nè, default nè. Đó, em lưu những cái file chính thôi. Đây, các anh em thấy cái file tạo nè, cho nó phục hồi về nè, em cũng có lưu trong này luôn ha, có nghĩa là cho nó tự động nó chép qua luôn. Cái file đó là file em mới click cái backup nãy là nó tạo nha, chứ không phải là em có sẵn đây nha. Rồi em chừa hai cái file đó lại nè, bắt đầu em restore, tại vì trong cái code này nó có cái code restore những cái file về vị trí đây luôn, thành ra là để cho các em thấy. Rồi em sẽ restore là click cái mục thứ hai ha. Rồi đây cho các anh thấy là nó trả về nè, từ cái backup trong thư mục backup vừa rồi nè ha, đây trong thư mục backup bên này đấy, nó sẽ trả về cái bên đó. Đó, nó sẽ trả hết những cái file mà đã backup qua đây là nó đưa về đây hết luôn. Rồi rồi bây giờ em bấm hai enter đây, vui lòng tắt trình duyệt web, nếu các anh em đang chạy trình duyệt web thì các anh em tắt liền nha. Rồi nè, nếu mà restore lần hai là dữ liệu của cái mà trình duyệt web là nó đang lưu ở đây, bookmark lịch sử này kia các anh em mà đang có sẵn là nó sẽ ghi đè lên nha, tại vì bên đây nè, bên đây cái backup lần đầu nè mình đã lưu cái gì rồi thì bây giờ nó sẽ copy qua đây, từ đây nó copy qua đây, thành ra là các anh em mà đang có cái dữ liệu thì các anh em nên tránh để mất công là bị mất nha. Quên, em ấy mà em chưa có test thử cho các anh em coi lại nha. Test test thử một cái nè, giờ xóa cái này nè, có mấy mê thôi, có bài mê mấy à. Rồi bây giờ em chạy lại cốc cốc nè, hoàn toàn mới nè đấy, rồi để em chứng minh đó là em restore lại là nó ok bình thường, nó hoạt động bình thường đó. Rồi bây giờ em đóng cốc cốc này nha, rồi đóng cốc cốc nè. Rồi bây giờ em click restore đó, click restore lại nha. Rồi đây nè, hai enter. Rồi chờ giây lát nó sẽ ghi đè lên nó nè. Em cái này mới thấy là em chạy cốc cốc là không có gì hết nha. Bây giờ khi mà nó chạy xong cái này á, chạy xong cái này á là em sẽ chạy lại cốc cốc, thì các anh em sẽ thấy là trả về mặc định cho em hết luôn, ban đầu luôn là em đã có cái gì là nó sẽ ra hết cái đó.
là bắt gọt mấy chục cái bắt gọt lưu gì đó, rồi hoặc là mấy trăm cái bút mắt URL gì các anh em lưu là nó sẽ ra hết luôn nha. Rồi đó thì các anh em thấy không, URL nó đã ra nè. Rồi em vô cái phần tùy chỉnh, vô cái phần tùy chỉnh kênh coi nha, tùy chỉnh kênh coi. Hồi nãy nè, hồi nãy em coi coi hai tab mới đóng nè, còn lưu nè, mở lên coi nè. À, cái này là tab mới. Còn vô, rồi em vô cái trang YouTube nha, em vô cái trang YouTube, rồi em vô trang Studio đấy, các anh em thấy không? À, em vô cái là nó ra ra tài khoản em liền nè, em không cần nhập gì hết nha. Đấy, đó, các anh em thấy không? Rất là tiện nha, nó lưu rất là nhiều ha, nó lưu tất cả luôn. Đấy, thì với cái tính năng này các anh em lưu backup nó nhanh ha, backup nó nhanh, dữ liệu chúng ta này kia làm nó lẹ. Và nó cũng có nguy hiểm cái là khi mà người ta biết được code này, ví dụ người ta biết được cái vị trí file và cái tên file của các anh em, thì người ta tạo cái file này, tạo cái code này ra giống như em tương tự vậy, người ta sẽ leak cái là dữ liệu của các anh em sẽ chạy về cái ổ của người ta luôn ha. Cái ổ ổ nào thì tùy người ta cái thiết lập code. Rồi thành ra cái code này nó cũng hơi nguy hiểm, mà nó cũng cũng rất là nhiều cái hay. Tại vì khi mà các anh em làm thành thạo cái code này á, là chúng ta sẽ di chuyển file từ chỗ này qua chỗ kia rất là dễ, thành ra là chúng ta tạo những cái bảng bota bột theo bộ á, mấy bảng shop tự chạy á, là nó rất là tối ưu luôn, nó rất là hữu ích. Và là tương lai thì em sẽ nghiên cứu thêm những cái shop nó cao xíu, giống như bảng office chẳng hạn, một với một click mà nó ra bảng office luôn. À, thì cái đó từ từ em sẽ nghiên cứu tới. Nói chung là dự định là sẽ có làm rồi. Recopy, star copy là hai cái đó rồi. Bây giờ em tiếp tục ha, tiếp tục chạy code cho các anh em xem này. Delete nè, delete cốc cốc này, này là nó delete cái password các anh em nha. À, password bút mắt nè đó, xin vui lòng cân nhắc những gì mà bạn đang lưu hiện tại đó, em ghi rất là rõ các anh em nha, để chú thích cho các anh em nhìn thấy rõ để chúng ta không có bị nhầm ha, không có bị nhầm lẫn. Rồi khi mà nó xóa xong toàn bộ thì các anh em thấy nè, bên này nó mất sạch rồi, thấy chưa đó. Rồi click cốc cốc là nó trở về mặc định nè, đây nó trở về mặc định ban đầu luôn, thành ra các anh em muốn xóa lẹ nó cũng rất là lẹ, một click thôi đấy là rồi, không có phiền phức gì hết, không vất vả ha. Rồi tiếp theo là chúng ta gỡ cốc cốc luôn, gỡ cốc cốc luôn. Thì như các em đã thấy ở đây nè, nó gỡ xong rồi chúng ta cài lại. Rồi bây giờ bấm gỡ nha, đó, gỡ xong nè, ở đây có biểu tượng cốc cốc này nha. À, em click cho các anh em thấy là đang chạy được nè, đây miễn chạy lên này là biết rồi ha. Rồi bây giờ em gỡ nè, một click thôi là gỡ luôn các anh em mình nha, gỡ và lia thêm luôn ha, rồi dọn rác luôn. Rồi đấy xong rồi, bây giờ nói chung là gỡ này kia hoặc là ấy, các anh em nên tắt cái cốc cốc nha, tắt cái trình duyệt của mình đang chạy để nó hoạt động dân tru nha. Rồi bây giờ em chạy lại cốc cốc nè, nó đã sạch rồi nè, thấy chưa, đấy nó mất rồi đó. Đó rồi bây giờ em fix, em nằm ngay coi mấy cái này mất hết không đó, mất hết nè, thấy chưa, toàn bộ những cái thư mục này toàn là những cái thư mục ảo thôi, ảo không bài 500 mấy thư mục mà không bài các em thấy không. Rồi xong tiếp chúng ta dùng một lít này chúng ta cài lại cốc cốc luôn nha. Rồi không nè, số này là số không nha, rồi không enter đó, xin vui lòng chờ trong gian lát, sau 20 giây nếu cấp cấp không load thì xin vui lòng các anh em mình chạy cái file shortcut ngoài desktop ha, nó sẽ tự tạo, tại vì em đang chạy là chạy cái file cài đặt, cái file cài đặt của cái bản cốc cốc bản gốc luôn này, cái file này là file gốc ha, lúc trước em chia sẻ cái vụ mà làm cái cốc cốc rồi đấy. Rồi các anh em thấy không, nó đã chạy rồi, thấy chưa, rồi vậy là ok các anh em mình nha. Thì qua cái tool một click này nó rất là nhiều cái công cụ cũng như tính năng hiệu quả. Thì bên cạnh đó em sẽ chế, em cũng có chế rồi, thì trong cái một click này em có chế thêm mà nó khá là đầy đủ. Đây một click phát phát nè, rồi click nhanh này ha, rồi backup. Đây mới 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 chạy thì các anh em đã thấy rồi đó, đâu có cái dữ liệu gì đâu. Ô bây giờ em chuyển dữ liệu của em qua nè ha, đó các anh em thấy không, có bookmark nha, không có URL luôn nha. Rồi backup nè đó,
Em cũng có ghi chú luôn, cái này là 1 lít nó lẻ hơn. Rồi chữ B nha, chữ B phở là bách cúp. Bách cúp là không bách cúp, mà bách cúp là mình bách cúp cái mới là nó đè lên cái cũ. O là restore ha, restore cái mình đã lưu rồi qua qua vị trí mới, qua cái phần cốc cốc mình mới cài đặng ghi đè qua để cho mình có cái dữ liệu mới của mình ha, mật khẩu này kia ha, đã lưu rồi ha. Rồi em đã cho cái thời gian nó chạy chậm để các anh em có tranh thủ chúng ta lít ở đây nè, lít lót đóng luôn để tiến trình nó không có hoạt động, để chúng ta có thể dừng kịp thời nha. Đó em đã tính trước rồi nha, tính cái thời gian trước rồi, thành ra là các anh em cứ yên tâm, chúng ta tranh thủ chúng ta lít sơ qua cái là chúng ta có thể dừng ở đây stop liền ha, stop here. Rồi ok, trong bây giờ chạy cốc cốc này các anh em sẽ thấy là bút mắt là nó lưu nè, thấy chưa, đây thấy chưa, đó nó đã lưu đầy đủ ha. Đó, cũng như là cái mật khẩu này, cái password là nó lưu đầy đủ nha. Rồi rồi khi mà chúng ta chạy xong cái này á, thì em cũng có để ngoài desktop ha, rồi cũng có 1 lít để các anh em lít vô một cái là xóa toàn bộ những cái gì mà em đã tạo, thành ra nó rất là tiện, các anh em xài rất là dễ nha. Đó, mặc dù code em lưu nó hơi nhiều so với những cái anh chị lập trình mà cao thủ, còn em là dạng timer gà mờ, thành ra là nó code nó hơi nhiều. À các anh chị em có kinh nghiệm thông cảm nha, em chỉ là gà mờ thôi, gà mò thôi. Rồi thì qua cái code này hy vọng là các anh em mình là tích hợp thêm những cái hay nữa, tại vì cái code này nếu mà chúng ta ứng dụng nó rất là hay luôn, em nghiệm ra nó rất là hay, phải nói là nó nhiều cái hay lắm nha. Đấy, nó nhiều cái hay lắm chứ không phải đơn giản đâu. Rồi em lấy cái ví dụ đi, có ta nè, đây đó. À, cái phần system drive thì trước giờ em nói rồi ha, cái phần này chúng ta để ổ C, ổ D, ổ E thì chúng ta đưa vào chi tiết cái ổ đĩa đó luôn, còn system drive là nó mặc định cho cái ổ mà đang chứa cái hệ điều hành mà chúng ta đang hoạt động. Ổ C thường là ổ C hoặc Winmare ổ X đó. Thư mục tạo là em tạo thư mục backup nè, đấy trong cái thư mục backup, còn chữ Y này á, là nó Z, nó chọn Z luôn, mặc định nó chọn Z những cái file nào mà nó xác nhận là nó muốn ghi đè mà chúng ta không chọn Y, hoặc là bỏ ở đây bỏ trống đây gì nè, đây chúng ta bỏ trống như vậy ha, là nó sẽ hỏi chúng ta Z no, thành ra là chúng ta để chữ Y này á, là nó Z hết luôn, là nó sẽ ok, nó cho ghi đè tất cả luôn, ghi đè tất cả file. Và cái lệnh mà X copy này nó rất là hay, thành ra là các anh em mà chúng ta sử dụng cái lệnh này nó quen á, là chúng ta làm được rất là nhiều việc. Và cái dấu nháy này cũng có quan trọng mà các anh em mình nha. Đó, đây là con dấu nháy nè, dấu nháy của ổ, dấu nháy của đường dẫn một đường dẫn ổ đĩa khác, và khoảng cách một cái dấu nháy của một đường dẫn ổ đĩa khác, thư mục khác, file khác. Đó, đó là hai cái dấu nháy nữa quan trọng, nó chỉ định rõ luôn. Lúc trước á, là em tạo cái bota cốc cốc á, mà không có cái dấu nháy này nè, với lại cái lệnh copy này nó không không có giống nè. Lúc trước là em dùng cái copy X không, copy thường không à, nó chỉ có copy này không à. Còn cái trình độ em chưa tới, em chưa hiểu copy này nó sâu xa như thế nào, nhưng mà em thấy cái code này nó rất là hay ha. Đấy, thì nó chỉ định rõ luôn, thì em có thể chỉ định ví dụ copy cái file nào đây, ví dụ cái file này trong những trong cái đường dẫn này chẳng hạn đó. Rồi hy vọng qua cái video này chia sẻ với các anh em ha, chúng ta tìm hiểu nghiên cứu thêm, cũng như là chúng ta sáng tạo thêm những cái code nào hay á, chia sẻ cho em học hỏi thêm, cũng như là em sẽ trao đổi lại với các anh em mà chúng ta có cái nhu cầu gì đó thì em hỗ trợ trong khả năng của em và hết sức khả năng em có thể nha, tại vì em cũng không có biết nhiều lắm đâu, em chỉ mò thôi. Rồi cảm ơn các anh chị em đã theo dõi video, xin chào các anh chị em và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Bye bye.